mai đang thông qua nhà anh đi anh dạy em học chân phải năm lớp một anh ta từng học là a a ớ. Họ gọi anh là máy bay, còn anh gọi em là bản đồ. Sân bay rất nhiều chỗ đổ, chỗ anh ở gọi là đồ nàng. Thực là nỗi còn muốn cả máu, em thích từ thế chứ hay đã sống. Sau ba tình tình anh đều thích nhau, tình nhất làm bên cạnh nhau. Tay anh lượm về quả tim lũng giữa hai quả đôi chân xóa bên bóng. Dưới căn vật anh thấy là cỏ, và nghe nước nhỏ chảy ngoài bên trong. Em vẽ cho anh hai đường trắng, mà anh thì ngoài giờ không thấy đường ra. Lúc tự nhiên anh nhấc cái nhanh chân anh lên, tiếp tục đi đừng dừng nha, yeah. Khẽ vấp ta chỉ cầm anh hỏi, em ơi em đã lên đủ chưa? Con mắt em mơ quên mơ, em trả lời là chưa lên. Năm nào em cũng học sinh giỏi, nhưng em vẫn thích anh dạy muốn học thêm. Còn đôi khi em cứ bỏ hết thứ để tận tay anh vào vòng lên. Em hỏi yêu anh là gì, em nói em yêu anh là vì tình yêu đơn giản là khi mình yêu muốn kẹp để có chút gia vị. Em hỏi yêu anh là gì, em nói em yêu anh là vì tình yêu đơn giản là khi tình yêu muốn kẹp để có chút gia vị. Chuyến bay hãng hàng không Việt Nam Airlines đang chuẩn bị đặt đến cảnh giới hư vô. Cảm ơn mọi người xin xin thoại sang chế độ bay để chúng tôi sẽ đốt cháy độ bay vào hàng này.